thiếu gia Philip Nguyễn tự hào Fletch vợ, một chi tiết thể hiện tình cảm với Linh Rinh khiến dân tình ghen tị. Chia sẻ của Philip Nguyễn đã thu hút nhiều sự chú ý. Vào tối ngày 1 tháng 2, trên trang Instagram cá nhân, Philip Nguyễn đã tự hào khi vợ nhận được chứng nhận quản lý của năm. Trước thành tích của vợ, Philip Nguyễn cũng đã đăng tải hình ảnh này kèm theo chia sẻ đầy ngọt ngào, ước gì em ở đây. Ngay sau đó, Linh Rinh cũng đã khoe lại khung ảnh này và còn chia sẻ dễ thương, mèo như đang làm nũng với ông xã. Trước đó, có thể thấy, cả Linh Rinh và Philip Nguyễn đều ngày càng nghiện con hơn trước. Những khung ảnh được đôi vợ chồng chia sẻ cũng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Linh Rinh nhận được thành tích mới, Philip Nguyễn liền flex vợ cực dễ thương trước đó, vào thời điểm cuối tháng 3 năm 2023. Linh Rinh và Philip Nguyễn tổ chức lễ cưới vô cùng hoành tráng và ngọt ngào tại quê hương của chú rể là Philippines. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự chính thức về chung một nhà của cả hai sau thời gian dài hẹn hò. Trong suốt khoảng thời gian mang thai, Linh Rinh tuyệt đối giữ kín, giấu nhẹm vóc dáng. Cho đến thời điểm hiện tại, tổ ấm của cặp đôi đang nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ. Chuyện tình cảm của Linh Rinh và Philip Nguyễn được nhiều người ngưỡng mộ.